Xin chào tất cả mọi người. Mọi người, hôm nay mình đang có mặt tại vườn đào này. Bốn xung quanh mình này. Trời ơi, rất là nhiều đào luôn mọi người ơi. Năm nay ấy, chắc là năm đầu tiên mình đến vườn đào. Năm ngoái là mình cũng đi rồi, nhưng mà đến đến cái chỗ của người Hàn ấy, thì mình chỉ được gọi là quay với mình xem thôi, chứ không có được hái nha mọi người. Cho nên là hôm nay mình đến cái chỗ này ấy, chị chủ là người Việt Nam, kiểu như bố mẹ chồng chị làm ấy, cho nên là mình hái thoải mái luôn. Chị cho mình một cây rổ như này này. Đó, ở đây thì có nó một cái tấm xốp để cho nó chống vỡ các thứ ấy. Bây giờ mình sẽ đi hái đào nha mọi người. Rất là nhiều luôn rồi này. Thực ra là đến hơi muộn một chút, là kiểu như là cũng đợt cuối rồi ấy, nhưng mà còn mấy cây đây nó rất là sai nha mọi người. Năm nay thì kiểu như là thời tiết nó nắng nhiều cho nên là đào rất là ngon. Mình sẽ chọn quả nào chín, mới là quả to nhá. Chị bảo càng quả chín quả to thì nó ngọt đấy. Hôm nay là gọi là đi thao hồ hái đào luôn. Bây giờ mời tất cả mọi người xem hết cái video này nhá. Bây giờ trước mắt mọi người này là những cái túi vàng vàng kia, là tất cả là đào nha mọi người. Người ta sẽ bọc vào một cái túi ni lông như này để khi mà phun thuốc này rồi sâu bọ nó tránh cái tình trạng thối hỏng đó mọi người. Đó, rất là nhiều luôn. Đây này, một cái quả này thì người ta không bọc nha. Ui, nó cứ đong đưa luôn á, thích thế. Còn cái chỗ này thì người ta bọc hết rồi. Đó. Hôm nay là kiểu mình đến hơi muộn đó mọi người. Tại vì có biết đâu, ban ngày thì chị đi làm kiểu làm công nhân viên chức nhà nước ấy, xong chỉ có cuối tuần chị về thôi. Thứ bảy thì nhà mình lại phải về quê, cho nên hôm nay mới đến. Mà từ nhà đi đến đây lái xe gọi 14-50 phút đó mọi người, cũng khá là xa nhá. Cho nên là buổi sáng nay thấy bảo là người Việt mình đến đây hái đào rất là nhiều, thế nhưng bây giờ các anh các chị về hết rồi. Đó, nhiều chưa này. Mình sẽ chọn quả nào gọi là tăm tia, quả nó to một chút. Mình thích ăn cái loại kiểu nó cứng cứng đó mọi người. Nó cứng cứng thế, bảo đào nhà chị này ăn kiểu như ở Việt Nam mọi người. Ui, thích chưa? Bắt tay hái quả này trước. Ui, giống như kiểu đào tiên mọi người. Ui. Đây này. Vẫn rất là cứng nha mọi người, cứng lắm. Hay là hái luôn cả em này. Đây. Xoay tròn, tối như quả táo rồi trời. To chưa? Hai quả. Vừa tăm tia được ở đây một quả nữa này. À, bỏ cái bóng vàng này ra trước. Ui, thích chưa mọi người ơi? Qua ăn đào sang Hàn nhá, đang vào mùa đào, mùa mận đấy. Thích ơi là thích luôn, nhiều lắm. Siêu thị người ta bán cũng nhiều. Chùm nữa mọi người ơi. Không biết là to hay nhỏ nhưng mà mọng lắm rồi. Hái tiếp em này. Bao nhiêu này này. Tôi cảm thấy hơi nóng một chút. Khá là ngon luôn. Tia không có. Ui, đây nữa này. Trời ơi, con sâu nó bám à. Đào Hàn Quốc mọi người, như kiểu đào tiên ấy nhỉ. Này, tạm như thế. Được em nào đế vào đây. Xem cơm không. Thích chưa? Đây có một em này cũng khá là to này mọi người ơi. Phải xoắn như này, trông nó cũng hơi cứng nhá. Đây nữa, lại một đàn em nữa. Em này cũng vặt luôn. Ôi con này, quả này động nhễ phát đã rụng rồi. Trời ơi, sắp sửa rụng hay sao ấy. Hồng hồng trông thích nhỉ. Mình sẽ để vào giỏ đây. Vừa nãy đến đây phát là chị này chị cho một cái giỏ. Cho hai em vào đây. Tiếp một em. Bây giờ cái chỗ này mình tăm mấy quả to lắm mọi người ơi. Người ta không để ý đấy. Đây, nó to như này.
tí nữa. Úi trời ơi, toàn cái quả nó ở trong cái khe mọi người không để ý, để lại nó to. Hơi nóng một chút mọi người, trong đây không phải là nhà kính mà rất là nóng luôn á. Đấy, gặp luôn cái lá của nó luôn. Đẹp chưa mọi người? Chị bảo là vặt bao nhiêu, thích ăn bao nhiêu thì ăn. Thế nhưng mà khổ nỗi mình chưa có rửa được mọi người, nó là đào lông mà. Cho nên là tí nó ra ngoài kia xem người ta cái quá trình người ta đóng hàng ấy thì mình sẽ ăn những quả này thích nhất. To chả bá luôn. Bóng nha mọi người, nó to quá, quá đà. Mình sẽ bỏ hết cái túi vàng này, đằng nào là mình cũng mang về, nó bỏ ra ấy. Để quả này chưa đậu, đậu nhẹ phát đã rụng rồi. Ồ, nó thối mọi người, đằng nào mà mình không cần xoáy nó đã rơi hết rồi. Lần đầu tiên được vào vườn đào mà lại hái thoải mái như thế này, quá trời luôn. Tha hồ ăn luôn. Trời, nó hồng hồng thích thế. Bây giờ mình đang ở dưới gốc cây mọi người, khá là mát vào trong đây. Vừa nãy nó còn nắng tí, bây giờ xuống ngồi hẳn dưới gốc này tha hồ mát. Vườn này rộng lắm. Đây, nhiều chưa này mọi người ơi. Thôi để đến vào mùa thì xong rồi, cái bạt ở đây ngồi ăn gọi là chấm muối thì quên đi luôn. Bao nhiêu cây không đếm mà khổ nỗi cái chỗ này là người ta hái hết rồi. À, kia mọi người. Đằng xa xa kia này như đang có, đến đây là chỉ có người Việt mình thôi nha mọi người. Đến đây là mình thấy người Việt mình chứ người Hàn người ta không đến đây, người ta mua mấy, người ta ra siêu thị ấy. Đấy, hoặc là người thân quen thì người ta sẽ đặt chẳng hạn xong rồi mình mang đến. Chỉ có anh chị em, cô chú người Việt Nam là thích đến vườn. Thì anh phải chơi gọi tận gốc luôn. Bên này là mấy chị, anh chị em người Việt Nam đến đây đến hái đào mọi người. Trời, các bạn ấy biết mình luôn. Mà phải chị Ngoan không? Có ba bạn, có một bạn bạn đang hái ở trên kia. Bây giờ là vào vườn mận mọi người ơi. Đấy, mận cũng chỉ có mấy cây mà nó sai lắm, quả nào quả đấy nó cứ chia chít như này này. Đó, thích chưa mọi người ơi. Cái đây quả này thì nó hơi chín tí, nó thành như này. Mình thì thích ăn xanh thì mình hái quả xanh như này. Quên không mang muối ớt rồi. Tưởng nhà chị chủ có mà chị lại không có. Chị là người, chị chủ là người Việt Nam nhưng mà chị xí hổ, chị không có vào video mọi người ơi. À, đấy như thế này. Tôi nhìn thấy hôm nay tôi thực ra nhà mình còn nguyên gần một cân luôn ấy. Mấy hôm trước mua một cân mà đã ăn hết đâu. Có mỗi mình ăn nhiều khi kiểu lười đó mọi người. Chùm thích nhỉ. Có mấy cây mà khá là sai. Đây mấy bạn kia bây giờ đi hái đào. Em về em cũng phải kiếm Facebook của chị mới được. Ồ, Facebook của chị tên là Ngoan Ngô. Ờ, Ngoan Ngô hay gọi Ngoan Ngố cũng được. Bạn chị đang hái mận chị? Chị ở Iksan. Em ở em ở đâu? Em ở Kunsan. Ồ, Kunsan gần. Cũng gần mà. Ồ, gần. Dạ. Chị hay đến đây chơi lắm. Em trước em sống ở Iksan ấy. Ồ, thế à? Dạ, tiếp lại chuyện đi à? Dạ, em ở đối diện trường đại học đó chị. Ồ, Wonte. Dạ. Ờ, chị ở gần đấy. Dạ. Đi lái xe tầm 5-3 phút thôi. Dạ. Thế hôm nay lái xe đến đây. Dạ. 3 người. 4 người chị. À. Nắng nữa nhưng mà em bé đang ngồi trên xe. Trời, nắng là ngồi trên xe có sao không? Không chị, mở. À, mở điều hòa hả? Ồ, đang ngủ hay là làm gì? Đang ngủ chị. Ồ. Ngoan nhỉ? Dạ. Chắc là bé bé chứ còn như lớn như hai đứa là chị nó chẳng đi. 4 tháng. À, mới có 4 tháng đây, cũng bé của bạn này đúng không? Ồ. Mẹ bỉm sữa. Mẹ bỉm sữa. Ồ, ở nhà ai chồng? Ông bà nội chị ạ.
ông bà nội trông cho. Ôi, vẫn còn sót quả ngon không nhá. Ừ, nhiều quả ngon em ơi. Ơ cái quả này nó hay bị sâu một tí nhỉ? Nhưng mà ngọt lắm chị. Ngọt à? Ngọt lắm ấy. Ừ. Sao ăn ngọt lắm. Mận cũng thích nhỉ? Chồng em hái quả mận xấu. Ừ. Ăn đi. Ấy không, phải ăn chua xót ruột á. Ờ, chua xót ruột. Đang đói. Sao lại tinh ý mang được cái quạt đi trời. Em nhiều, ở xe xe nhiều. Ồ, thế à? Rồi, không nghĩ ra. Chắc tí về chị xin cái nhá. Vâng. Chết nóng. Mang đi xe giáo đang ngủ hai giáo được không? Mang được cái quạt mini thì hết pin. Chị tính ra, bọn em hốt hủi chó vẫn ngon mà chị. Bây giờ ngồi đây hái mận này, à hái quỳnh, bồ đào, chị cho mấy con dao. Trời đi vô gốc cây ngồi, ngồi đâu giữa. Đây đây em ơi, ngồi kéo vào chỗ này này, nó còn lấy hồn tí. Đi tham quan vườn trái cây thì nắng cũng được mà. Trời không đem nón thêm nữa. Ừ. Để chị lựa trái ngon cho. Đây chị chủ đây mà, khổ xí hổ. Chị Thư bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em 34 tuổi. 34, 89 hả chị? Em sinh năm 88. À 88, hơn em 1 tuổi, em 89. Vâng, đúng rồi. Rồi mấy chị em ngồi đây ăn mận. Em chưa ăn quả nào này. Không có dao. Vâng. Chị là mà chị tìm quả ngon cho ăn đây này. Cây này quả ngon không chị Thư? Ừ, không nhận. Tại vì cái này em hai thùng ở trong rồi đó. Đã hái rồi, hái bao giờ? Chị Thư bảo hết đào rồi. À. Nó dặn chưa. Ờ, tinh ý đấy. Bạn này đã dặn trước rồi này. Dặn chưa là chắc xanh. Ừ. Cái này em có biết đâu. Lâm. Về để tủ lạnh ấy, xong rồi làm chén muối ớt chấm. Công nhận, phải nói đúng ý chị luôn. Cây muối Tây Ninh nhỉ? Cây cay chị. Ui cái đào này bóc được luôn rồi. Nó chín à? Nó chín. Ồ nó chín bóc luôn này. Cái này là người Hàn thích ăn kiểu này này. Cái này ngọt lắm. Xong chưa, giả dao đây. Đâu quả nào ngọt rồi chị? Chị ăn. Thế cái này giòn, quả này giòn này chị. Không rồi kêu cho nó ăn với. Ờ bạn kia lại đang solo. Có dao này. Đây, hôm nay em có cái quạt này. Nóng quá mọi người. Nóng nhưng mà nhìn đào thích nhỉ. Rồi. Đi buổi sáng sớm. Ừ, sớm nó mát chị. Buổi sáng sớm nóng thì buổi đang sáng sớm. Cái gì mà quả nhỏ nhỏ thế chị? À, quả gì? Trái mơ, trái hàng có gọi là gì? Cái sai cu đó. À, sai cu. Cái quả đó Việt Nam mình không có hả chị? Sai cu. Sai cu khác là mesin là mơ. Mesin là mơ, còn sai cu là trái gì không biết nữa, tiếng Việt Nam mình không có. Nóng không? Em là nhìn trông trẻ nhỉ? Hai mấy? Em 23, 24 nè. Em 29. 29? Trời ơi, nhìn trẻ măng kìa. Ừ, như học sinh ấy giờ. Gầy gầy nhỏ nhỏ. Nó vậy hoài ấy giờ. Những mảnh nó nghèo như hoài. Mấy năm rồi. Anh không cho em già rồi. Đó, anh sợ đó. Em bảo kiếm đứa thằng trẻ hơn em được chị kiếm đó. Nhưng mà đào là chị hết mùa sớm nhỉ? Đào chưa hết nhiều lắm chị. Hầu như là người Việt mình mua nhiều hả chị? Em bán cho người Việt. Ồ, đây chị xin. Như vô à. Ui, nó lúc anh cứng, ơi nó giòn. Anh ơi lúc mới vô á thì nói vô thấy nè. Cỡ 2-3 kg vô mà vô chơi thôi vô thấy ham quá hái quại hái quại hái quại vậy đó cũng nhận. Ừ. Ồ hái quại người ra mấy chục ký nó ngọt ngọt nhọt đào ngọt ngọt chua mấy lần toàn ngọt vô người muốn ăn như ổi không quả này em không ăn cái sống ăn còn ngon nữa giống giống quả mưa luôn má giống mưa nhưng quả này chua anh ấy không có chua đó vẫn còn mưa. Con này con chín mềm nữa. Đắng như vậy luôn. Nước không à? Ừ, ngọt thật đấy. Ăn như nổi luôn. Chuẩn bận mình hái ngoan ăn, ăn gì của bạn này. Ừ. Bà ấy đang ăn đào này, nó hơi chua tí. Đúng rồi. Ừ. Ăn mày ăn quần trước luôn á. Nó ngọt quá. Ngọt đào ngọt nè. Ngọt. Ở đây là bố mẹ chồng chị làm, chị không làm à? Chị làm thế Trang bảo chị làm công nhân viên chức nhà nước đấy mà. Giỏi đấy. Trang hay nó khen bảo chị Thư chị giỏi lắm. Dược. Trái nó nhiều quá nó quặn xuống thấp đi mà mỏi mỗi lần. Có cái năm sau này em phải đến sớm. Chị có cái giường đằng đầu kia chị. Nó tâm lý lắm á.
uốn uốn ừ. Cây đó. Đó là lúc nó nhỏ cái cây nó còn mềm á. Giờ nó cứng quá. Uốn hai bên là xong rồi còn lớn nữa. Nó cực lắm. Cái tiếng chị Tư lại còn nhỏ nhẹ. Tiếng thì nhỏ nhẹ đấy. Bởi vì em ăn bánh này nè, làm gì cũng có quay tiếp lên được nha. Tại cái giọng nó nhỏ quá, nó trời đau nghe. Giọng nhỏ nhỏ như tiểu thư, rồi giọng em quá quá quá. Ngon. Chị Tư không có đem đúng không? Biết, em có coi YouTube của chị rồi. Chị là chị hơn em 1 tuổi đó, cứ gọi chị nhìn em dán đi. Tại anh Trang nó gọi chị, cái gọi chị mấy giờ quen. Bây giờ mình dẫn mọi người ra xem cái quả này này. Đây là cái quả gọi là gì nhỉ? Nó gần giống như quả mơ nhưng mà không phải nha mọi người. Nó gọi là sai cu ở bên Hàn ấy. Quả rất là sai mà kiểu nó chua chua. Ăn quả này chua lắm mọi người. Ở siêu thị người ta bán rất là nhiều. Mà không biết người Hàn người ta mua về ăn kiểu gì. Nhìn xa xa y như quả nhãn mọi người ơi. Đấy, như này này. Quả này, cây này chỉ được cái sai thôi chứ quả nó không có to mấy này. Nhiều cây quả nó to mà nó cứ mọng to hơn cả trái mơ cơ. Nhiều chưa? À, rồi, có mỗi một cây nha mọi người. Đấy. Nghe một chùm. Đây cũng thế này. Mình thử ăn một quả xem là nó có giống cái vị gì không nhá. Trời ơi, không có sâu bọ mấy mọi người. Quả này thì người ta không phải là trồng để bán cho nên không có cần bọc. Ủa nó vàng này. Nó vàng hơn là quả mơ. Chát chứ không có chua mấy. Ăn được. Trời ơi, nó không bán nên nó không có đắng nhỉ, nó hơi chát chát một tí rồi. Ăn thử đi em. Bắt cái bạn này quá. Em ăn được mà, mời em ăn. Hái ăn đi, chị ăn. Giòn giòn. Sai nhờ. Ai không, ai không, hái mấy quả. Tưởng nó chát mà không chát nè. Mấy quả to to á, mấy quả nhỏ. Đây này, nguyên một chùm này, chỗ này. Em bị sợ con sâu rồi đó. Anh ơi. Em bị sợ con sâu. Sai dã man luôn. Wow. Thích không? Thích kiểu. Ờ. Ui mối. Em kiểu 29 tuổi mà nhìn trẻ ghê rồi. Chú ăn quả này không? Ừ. Ăn quả này không? Có. Sao mà không phải được hạ thầy. Nó giống giống me xin mà sao không phải là me xin nhỉ? Me xin lúc quả mơ nó cứng hơn nè. Ngọt có thêm ăn nó có chua chua chắc chắc nhỉ? Chị ơi, chị phải hái quả nó tươi kìa. Chị ơi, em vẽ ra. Em vẽ ra. Cái này nó ngon này. Mình thấp thì không hái được ở trên cao. Các bạn cho bạn hái quả nó chín vàng luôn. Ngọt đó. Trời ơi, mình ăn toàn thấy quả chát từ nãy giờ. Ngọt thật á. Chị bảo là hái miễn phí à? Mơ quả này miễn phí à chị? Có mỗi cây mà nó sai nhỉ? Như ai vô mình mới cho được, còn mình lại nhiều quá mình đóng không nổi. Đúng rồi. Thời gian mà bạn kia bạn cao bạn hái được quả ngọt, mình thấp bé nhẹ cân hái bên dưới toàn quả chát thôi. Vậy cao thì mình thấy. Hả? Bây giờ ai vô giường là lời nhắm, còn ai mua gửi đi á. Chị gửi đi thì cũng toàn gửi cho người Việt mình thôi hả? À, chứ không bán ở chỗ siêu thị Hàn hả chị? Có siêu thị
thì Hàn thì đặt cái chính còn. À đúng rồi, người Hàn. Người Việt thì đặt cái sống. Anh này em tổ. Vẫn thích ăn trái sống hơn là trái chín. Ừ. Anh nó giống hả? Chị thấy trái chín nó không, ý em bảo là đào ấy. Còn cái này đó, trái chín. Anh mấy cái này ngoài đào, trái sống ăn giống như ăn ổi. Bữa đó như này này nó đâu đâu. Hạt nó tách liền, cái này dễ ăn. Ui, ha. Bóp bột, bóp bột cho nó mềm ạ. Mình tách một cái là nó. Quả này chị vặt nè. Em vặt vặt không nhận. Thái đi lấy gì ăn, ăn lắc muối ớt à. Đây. Mà quả này nó ngọt ngọt chắc không còn chấm muối nữa kìa nhỉ. Cứ buồn buồn mồm này ăn. Mồi canh này có quả chín. Cái này ngon đào. Cái canh em ấy. Mồi canh. Bạn này bạn chọn toàn quả đào nhìn ngon chưa? Hồng cứng luôn. Nhìn cái màu rõ mê rồi. Xanh là chị nè. Ừ xanh. Quả em vàng quá. Chấm muối ớt mới ngon. Công nhận chấm muối. Mận hái ít thế này thôi à? Lát đi hái nữa chị. Ừ. Thì đã hái tiếp. Lát hái nhiều quá thế này. Công nhận vào vườn đào thích nhỉ? Tận vườn. Tôi đọc đó, Minh Hải đang nghĩ hơi nhiều đó, để cho chị thứ chị cho người khác. Đi. Định nói là hái gì ăn đi. Mai hết đạo rồi, chị đâu có ai dùng nữa đâu. Giờ là hôm nay là đợt cuối hả chị? Vậy thì quay lại hải tiệc nhá. Bây giờ là cuối mùa rồi. Bây giờ biết đến vườn đào của chị Vân Thư rồi, sang năm lại đến tiếp nha mọi người. Sang năm mà đến cái mùa nó đúng mùa, nó sớm ấy. Thì mình đi sớm, hôm nay đến muộn. Mà xong ở siêu thị người ta bán bây giờ mới bắt đầu vào mùa đó mọi người. Mà khổ nỗi chị này, chị đang người Việt Nam mình đến mua nhiều ấy, cho nên nó hết sớm. Chị Thư nhà chị có mỗi vườn này thôi à, hay còn vườn nào khác đâu? Em còn một vườn đào chưa nhá. À. Tô Bắc Trung Á. À. Cái đó ở vườn kia hơi xa nên. Vâng. Đây, bây giờ mấy chị em ra bên ngoài. Chị Thư ơi, bận chừa cho em rồi đúng không? Chị hái nhiều cách nữa thôi nè. Anh lựa quả to cho em đi, anh hái quả bé tẹo, anh ghét anh ghê luôn. Đâu đây, để thấy, để đây. Ê, nó bị sâu. Tối rồi hả? Đây lại khách đến nữa đấy. Bây giờ mấy bạn này về rồi, chào khán giả em ơi. Dạ, chào. Chào. Ờ, về nhá. Dạ. Con nhỏ các bạn ấy về trước. Bây giờ ra đến ngoài vườn này mọi người ơi. Ở đây người ta trồng cả vừng nữa này. Chỗ này trồng hoa quả trái cây nhiều lắm. Bên cạnh kia là có ớt nữa nhá. Ôi quá trời ớt luôn. Ớt nhưng mà kiểu nhỏ ấy, chưa có ấy được. Chưa có hái. Chưa chín luôn. Chỗ này là chỗ ngồi nóng thùng nào mọi người ơi. Chỗ này là quả chín này. Mà người Hàn ăn, còn đây là người Việt ở gì? Đào xanh này là đào xanh với mận. Ui mặn quá. Thích chưa? Cao nhỉ? Bạn kia là mua đào là lẫn lộn. Nhìn ở bên ngoài mọi người, cái chỗ này khung cảnh đẹp lắm. Rồi núi non gọi là hùng vĩ luôn. Ở đây hình như là sau này là đến mùa đấy là có nước ở đây. Bây giờ người ta đang làm cái công trình gì ấy. Bốn xung quanh. Ôi đấy vẫn nhiều nhỉ? À chị đặt trước đúng không? Đặt trước thì mình người nữa. Mày ăn xong hết. Một ngày một quá trời. Ăn rồi hết rồi. Ăn cái cây còn đẹp da đó. Cảm ơn mọi người nha. Dạ em về đây. Cái bạn kia đâu rồi? Dạ, hẳn bây giờ chuẩn bị về đó. Em về đây. Ồ về nhá. Ờ đâu em về đâu. Ồ em mấy tháng ở đây? Khoảng 4 tháng hả? Ôi con trai hả? Trời ơi con trai mà lông mày kìa. À ngủ thế. Rồi không rồi, nó ngoan rồi đây. Khóc gì nhỉ? Em về đây chị. Ờ, về nhá. Em về chị ơi. Ờ, về trước cái tí chị.